Annyeonghaseyo, Fannyeo. Xin chào các bạn đã quay lại với channel của Fanny. Và chắc các bạn đã xem qua MV mới Talk To Me của Chibu rồi đúng không? Và với video lần này thì Fanny sẽ làm lại kiểu makeup trong MV của Chibu nha. Và ở video lần này thì Fanny đã kẻ chân mày và đánh một lớp nền sẵn trước để tiết kiệm thời gian. Và Fanny sẽ vô luôn bước đánh mắt nha. Màu đầu tiên mà Fanny sử dụng đó chính là màu Abigail ở trong bảng Violet Boss. Fanny sẽ dùng màu Courtney ở trong bảng Violet Boss để đánh ở phần đuôi mắt. Fanny sẽ dùng màu Kali để nhấn lên màu Courtney và nhấn đậm về phần phía đuôi mắt. Màu nhũ Alex để nhấn lên ở phía bầu mắt. Và cuối cùng Fanny sẽ dùng cặp mi Lily Lashes để hoàn thành bước đánh mắt của mình. Fanny sẽ dùng hai màu này trong bảng tạo khối của NYX để đánh khối cho gương mặt của mình. Fanny sẽ đánh khối ở phần xương quai hàm, phần hốc má và trên trán để tạo hiệu ứng thon gọn hơn cho khuôn mặt của mình. Fanny sẽ dùng phấn má hồng ombre của NYX để đánh ở phần gò má. Phần môi Fanny sẽ sử dụng màu Plum with Moth của NYX để hoàn thành kiểu makeup của Chibu trong MV.
đã hoàn thành các bước make up của Tibo trong MV Talk To Me rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video lần này. Nhớ nhấn like và subscribe và nhấn chuông nữa để ủng hộ kênh của Fanny nha. Bye bye.